Ủa sao bên đây người ta đi lẻ quá trời kìa. Người không, em phải xếp. Xếp lại. Xếp cái quạt mới được. Xếp lại. Cái quạt của em là như thế. Cái quạt của em, cái quạt nào như thế? Em phải xoay cái đầu con vịt chưa? Anh xoay đi em đâu đụng đâu. À vậy hả? Dũng ơi, xếp cái quạt đi. Nè, đó. Đúng rồi. Cái này là cái bếp lò mình mới. Ở đây có thủ. Thôi nó lại về đây rồi. Đây 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 nè. Vừa quạt có vừa thổi nữa nha. Không có hết. Con này của em nó không muốn đi. Không được đụng với con vịt. Ê, không ai thổi, ai thổi. Con vịt. Ai thổi? Không ai thổi đâu cả. Đâu? Không ai thổi, không ai thổi. Khẩu hình vậy thôi chứ mới thổi. Có nóng không anh quạt kìa. Thôi anh đừng anh. Nè nè em đổi tay đi, em đổi qua tay. Cố lên, em cố lên. Nhanh lắm anh ơi. Không được chạm vào con vịt của tôi. Trời ơi, người ta đi nhanh lắm rồi. Đi đi đi.